Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Em đang bắt đầu bán máy rửa bát các bác đây. Thì hiện tại nhà em vẫn đang đầy đủ mặt hàng như là không khí này, hút ẩm này, rồi thì máy giặt này, rồi thì bếp ga bếp từ này. Thì em vẫn đang còn đầy đủ các mặt hàng, không thiếu một cái gì cả. Bởi vì do nhiều lý do là nhà em đêm mặt phố nhà nó chỉ có 6 mét vuông thôi, không thể làm mà quay hết được cửa hàng nhà em. Đấy thì các bác cần mặt hàng gì thì cứ alo cho em, mặt hàng gì nhà em cũng có và có rất nhiều cho các bác luôn. Cứ hết thì em lại cho máy lên. Đấy các bác nhìn thấy những cái dòng máy phổ thông bình dân là em bán rất là nhiều luôn. Đấy nó đang ván dần đi. Thì các bác cần những cái dòng máy mà tầm phân khúc mà từ 3 triệu đến 5 triệu rưỡi. Đấy, rồi 6 triệu dòng máy bình dân từ T1 đến T7 thì giá tiền nó rất là bình dân luôn. Đấy nó từ phân khúc từ 3 triệu đến tầm 6 triệu luôn. Đấy, từ các loại TM thì em vẫn đang còn đầy đủ mà. Và những dòng máy rửa bát cao cấp em vẫn đang còn đủ. Để các bác cần thì cứ liên hệ với em. Thì trước mắt đây là một con TH1. Con này thì màu cốm, màu xanh cốm. Con này thì nó rất là nhãn nhẹn. Dùng cho những nhà bác nào mà có tuổi rồi, hoặc là yêu cái màu nhãn nhẹn, hoặc là những cái bác nào trung tuổi ngoài U30 mà cần những cái màu nhãn nhẹn lên nhà mới thì cái màu này đáng để các bác mua. Bởi vì màu xanh cốm này và màu mất và màu lâu và một màu nữa là màu phấn hồng, phớt hồng ấy, là những cái màu rất là được lựa chọn nhiều. Đấy, vì những cái màu này nó sau này thời gian nó sẽ không bị xuống màu, thì màu nó cứ theo năm tháng xuất này. Con này thì nó là sơn sần, cho nên là không qua năm tháng thì các bác không sợ nó xuống màu. Trước ấy thì đây, những con tê trời nó là nhựa này, thì nó sẽ xuống màu này. Đấy, còn những cái dòng này nó là sơn sần thì theo năm tháng nó sẽ không bị xuống màu. Đấy, dòng này là dòng đời cao cấp nhất của máy rửa bát đến thời tính hiện tại thời điểm hiện tại bây giờ thì TH1 này là dòng cao cấp nhất bây giờ. Đấy, nó dùng bằng bơm nước nóng tuần hoàn và nước nóng là nước nóng với cường độ cao. Đấy, trên 80 độ luôn. Đấy, dùng rất là khỏe và dòng này rất là êm. Đây, con này thì nó sản xuất vào DAC 2017. Đấy, DAC 2017 TH1. Đây, con này thì nó có lội điện Nhật thì cũng như mọi video thôi. Thì nó dùng điện 100 đến 110V, lội thất ở bên trong đây. Con hàng này là con hàng xài nước nên là lội thất bên trong nó như mới luôn. Đấy, hầu như là nó như mới luôn. Con TH này lên đời cao thì nó sẽ là vuông, lên cái khoảng trống ở bên trong này nó rộng hơn. Đấy, và nhiều video em đã quay các bác rồi. Trước này nó rửa được cho từ 10 người đến 12 người ăn. Tức là trên này nó rửa được 14 chiếc bát con. Đấy, còn bát mà pha nước chấm nước chiếc thì đây phải để 6-7 cái nước. Đấy, cốc uống rượu thì để là vài chục cốc uống rượu, cốc uống bia thì để 6-8 cốc, bát ô tô thì để là 8 chiếc, đĩa thì các bác để là 8 chiếc, còn đũa mới thiền vài chục đôi. Nói chung nó là dòng máy cũng to. Đấy, các bác làm mà rửa nồi thì rất đơn giản thôi. Bây giờ mình dùng nồi trên 5 lít thì mình cần đơn giản nước này ra thôi. Đấy, đời cao bây giờ nó thích thiết kế thế hệ mới, không phải đùn đùn cái dây như ngày xưa nữa, như ngày xưa này nữa, mà chỉ cần thả bát nhà vào là tự nó xuống luôn. Đấy, thì các bác rửa nồi tiện hơn. Đấy, thì nhiều bác thắc mắc bảo là rửa bát được không rửa nồi được thì không đúng. Nó rửa cả lồi luôn. Đấy, dòng này thì nó đời khá cao. Đấy, màu này cũng rất là sang. Con này thì hiện tại ở nhà em đang bán giá là 10 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Đấy, nhà em thì vẫn ship đi 36 tỉnh thành, chỗ nào cũng ship hết, nên các bác yên tâm vậy. Lấy nhà em thì các bác yên tâm, chỗ nào cũng ship hết. Đây, còn hướng dẫn sử dụng đây. Đấy, thì ở đây nó là menu chìm. Thì bọn em sẽ dịch cho các bác sang tiếng Việt bằng trên điện thoại gửi qua hình ảnh thôi. Chứ bây giờ dính giấy nó rất là xấu. Mấy ai nhiều bác của em chị ê, Colabin là sao nó không dáng sáng liên tục. Thưa bác là nó chỉ nháy và nó sẽ tắt đi. Đấy, nên là báo hiệu là tiết kiệm điện thôi. Đấy, nó đơn giản là vậy thôi. Chứ cái đèn này nó không phải là nó sáng liên tục hay gì đâu nhé. Đấy, nó sẽ ngắt đi qua nhé. Đấy, để có hình dung là như vậy nhé. Đấy. Đấy, thì tất cả các chế độ cũng như là bọn em đã có một cái video hướng dẫn sử dụng rồi và một bảng dịch tiếng Việt riêng cho các bác rồi, nên các bác yên tâm là dùng rất đơn giản. Hai cái là các bác chỉ cần bọn khi bọn em đã cài đặt rồi mà các bác ở già nhà có tuổi rồi không biết sử dụng nhiều thì các bác chỉ cần bật lên và ấn này là xong. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, hàng thì em cam kết bác là hàng zin tuyệt đối, không có động chạm, không sửa chữa, hàng zin, hàng xách tay, hàng đi đường bay về lên rất là đẹp. Đấy, các bác cần alo em hai số điện thoại em ghi sẵn trên màn hình rồi, giá là 10 triệu 500. Đấy, em chào các bác nhé.